Rồi, mấy đứa nhìn thấy số chưa? Rồi, cái này là ví dụ xe một tháng phải không? Không. Đi đáp mà, hôm em đi đáp lên em đi xe. Bây giờ là mình chơi á, mà sầm xì đồ này kia chia đội á, là nó thường quá rồi. Với lại chơi mấy cái đó chị hay thua lắm. Bây giờ mình bóc số đi. Tại nhiên cái thua, ta vô đội mỗi đội mà tự nhiên cái thua. Lần thì... trước là chị thắng á hay? Chị hạng nhất á. Ủa lần trước chị thắng hả? Chị hạng nhất dễ dàng. Chị hạng nhất đó. Chị hạng nhất luôn á. Đi dài để mình khen á, để mình chị đó. Hôm qua tại hôm qua chơi sầm xì với trà sữa thua nó quá thành ra là bị ám ảnh. Mình chia đội phải không? Chia hai đội đi ha, nhưng mà em thấy là đội nào cũng có giải thưởng cao hết trơn á, là em thấy ok liền. Trời, em nghĩ cái giải đó nó có thiệt hả? Nghĩ sao mà đi truyền thông một cái máy lọc nước 16 triệu mà mỗi đứa một cái. Ba cái là 16 mà nhân 3 là hơn còn 54 triệu đúng không? 54. 5 3 3 3 6 18 53 triệu. 368 à 58 triệu. Đó. Trời ơi mà bán ngàn vé có 100 triệu mà tại vì ý là anh không phải là đợt này, nghĩa là cái dịp để anh tri ân mình thôi. Trời ơi trời trời. Giờ là cái gì anh tri ân mình hả? Chị nghĩ không là anh thưởng. Nhưng mà không có cái dịp thì đợt này cái kiểu vậy thì anh cộng không mà anh nói thì anh phải ấy chứ. Không, nhưng mà ảnh hay chôn Việt Nam lắm. Mà quay clip mà chị không chị cũng nghi lắm. Không, nghi sao? Nói thiệt bộ, nói thiệt cũng lăng tăng gì đó. Nha đi nè. Dạ chào quá. Dạ, cũng vừa chuẩn bị đi nhưng mà thấy mấy bạn chia căng thẳng quá. Dạ, chia tắt tới chiều cũng chưa đi được để ra khỏi cái nhà hội quán ở sau giường để đi truyền thông nữa. Không. Hứa thiệt mà. Ví dụ có gì đâu, là tại vì là không lẽ giờ em ba để là anh cái giá 6 triệu mấy, 7 triệu. Thì tại vì cái máy đó em mua có 200 ngàn à. Trời đất. Em để là anh 200 ngàn hình mua được. Đó có máy lọc nước thì có 1,7 triệu à. Trời. Mà bán 17 triệu. Ơi. Bây giờ nói chứ là... mấy đứa em bán lại giá cho anh giá gốc được mà. Thì bán được. Em ba cái máy lọc ấy gì ba cái máy trị liệu sức khỏe là được rồi đó, còn cái máy lọc nước là không biết à. Cái đó được, thì chi phí vâng, sản xuất cao. Để anh giá gốc được anh làm tặng cho tụi em thôi, có gì đâu. Với lại nhiều khi phần thưởng lớn thì tụi em sẽ có động lực để tụi em bán chừng 2,000 vé, đúng không? 2,000 vé thì giờ chích giải thưởng ví dụ chừng 7-80 triệu thì anh còn lại trăm mấy chục triệu đủ sản xuất rồi vậy thôi. Chị suy nghĩ chi nhiều. Okay. Suy nghĩ chi nhiều. Sung dữ phức lắm tạp rồi. Giờ là phải cái máy lọc nước với lại cái máy kia. Sung dữ lắm rồi. Thiệt mà. Giờ mình khỏi cần lấy máy lọc nước với lại cái kia mình khỏi bán luôn. Bây giờ là thắng hay thua. Nhưng mà mình cũng phải có một cái chỉ tiêu chứ, không lẽ giờ mình bán người con vé mình lấy máy lọc nước thì kỳ quá đó không? Chỉ tiêu sao? Thì ví dụ truyền thông quay bao nhiêu view rồi ví dụ bán được bao nhiêu vé. Kênh tôi bây giờ tụt lắm. Cũng được á. Ông mà mình cộng view luôn đi, mình cộng rồi, view với cộng số vé luôn. Tụi em khoán bán bèo gì cũng phải được 100 vé một team phải không? Ví dụ vậy. Cộng bình luận nha. Mình cộng bình luận nè, cộng view nè. Ừ. Không cộng view thôi. Thì bây giờ anh nói giờ bán không được 100 vé, tụi em bỏ tiền ra tụi em mua 100 vé vẫn lấy lễ thưởng vẫn còn lời đúng không? Ừ ha. Đó, bài đường cho tính luôn. Hay mình lấy mấy lọc nước đi bán là mình mua vé. Bây giờ chỉ tiêu của anh 100 vé đúng không? Ừ, khoảng 100 vé. Rồi giờ 100 vé là bây giờ á 100 vé có 10 triệu rồi. 10 triệu hả? Nhưng mà cái máy lọc nước lại tới mười mấy triệu rồi. Ở mấy triệu thì mình bây giờ mình bán ba cái cho của cái đội nhất là ba cái máy trị liệu nó là dư tiền mua vé luôn rồi đó. Vậy thì bây giờ mình tự bỏ tiền ra luôn mình mua luôn. Ừ, ở nhà luôn rồi đó. Mình khỏi đi truyền thông luôn cũng được. Quá để khi nào mình phải có hình ảnh được chứ. Để nào mình chơi không, còn mình còn danh dự nữa, bà con của bác xem kênh rồi thấy sự nỗ lực của tụi em chứ không. Ừ. Tụi em là vì chương trình chứ không phải là vì những giải thưởng nhỏ nhỏ đó phải không? Từ từ đi. Đúng rồi. Để mình làm màu làm mè đồ chứ mà không có đủ nữa thì bắt đầu mình mới tính cái chiêu cuối phải không? Ừ. Mấy cái mà chơi giờ thì may lành lắm. Nhất chứ tất cả tụi em đều về chương trình đó, chứ còn thật ra giờ không giải thưởng cũng tụi em cũng đi truyền thông mà đi bán vé mà. Dạ, đúng không bác? Rồi. Đó. Thôi bây giờ mình nhận mỗi đội 500 vé đi. Chị được công an là mình cộng lại mà không có được đội nào 100 vé, có mình đội chị 100 vé chứ đội tụi mình có mấy chục vé là đã chục ba. Thì mình cứ nhận đi chứ ba ngày nay đã bán cái vé nào đâu. Chưa ba ngày không còn... bán được mấy chục vé rồi. Bán mấy chục vé hả? Bán được khoảng ngày đầu tiên bán được khoảng 50 vé VIP 1 với lại mấy chục VIP 2. Còn ngày thứ hai thì bán được mấy chục vé VIP 1 với cũng mười mấy vé VIP 2 á. Cho là 100 đi. Còn vé thường chưa, vé thường có thể là tới đó bạn bác sẽ rồi, tới mà bác mua trực tiếp luôn. Có tính tới cái lúc mà đứng ngay sân khấu, đứng ngay cửa sân khấu bán không? Hả? Thì bán ngay đó mà. Ý là cái lúc mà đêm nhạc luôn á là còn tính lúc đó luôn không? Thôi tổng kết sớm đi. Cái đó để mình để cho hội quán chỉ tiêu của hội quán. Trước ngày hãy, trước thứ bảy đi. Dạ. Trước thứ bảy phải không? Tối thứ 6 mình tổng kết đi. Sáu mình tổng kết. Okay. Chia đi, chia đội đi. Rồi, chơi. Bây giờ chia hai đội trước đi, hai đội bây trưởng giờ, trước bây đi. Bây giờ là ba cái số nhỏ là vô đội, ba số lớn vô đội. Bây giờ ở đây nè, mình có 6 người, đúng nhưng rồi. Mà mình có 5 kênh đúng không? Ừ.
là sẽ có một đội 3 kênh, một đội 2 kênh. Đúng rồi. Chị đi được có ngày mai, ngày hôm nay thôi, ngày mai chị bận. Vậy hả? Ừ. Ngày mốt sao? Ngày mốt hả? Ngày mốt chị có hẹn quay với Hình Thơ nhưng mà để chị rủ Hình Thơ xuống luôn, là ngày mốt có chị với Hình Thơ xuống. Ok. Ừ. Đúng rồi, bữa anh cũng có rủ Hình Thơ thứ năm luôn. Vậy thì thứ năm em với Thơ xuống luôn. Ừ, đi rồi, chị đợi đi. Rồi, chị đợi nè. Bạn bác dự đoán ai sẽ về đội nào, bạn bác đội nào sẽ chiến thắng ngang. Sao rồi, sao rồi? Giờ sao, giờ để sao? Lên cầm cho. Nhỏ, nhỏ một đội, lớn một đội đúng không? Đúng rồi chị. Số nhỏ. Số nhỏ một đội, số lớn một đội. Ok. Rồi rồi rồi, đặt nhiêu đứa, đặt nhiêu? Đặt là sao? 50 hả? 50. Quên. Chuyện có cờ bạc với mấy đứa cờ cờ bạc không? Thấy mặt mấy đứa là anh nghĩ tới chuyện cờ bạc không à? Anh kinh cho. Rồi nè, rồi nào bóc trước, nhường bà Dung bóc trước đi. Ở đây bà Dung lớn tuổi nhất, nhường bà đi nha mấy đứa. Từ từ giỡn lên nha chị, từ từ giỡn lên nha. Chị Dung lớn tuổi nhất. Lúc tụi em đi chung rồi cũng cẩn thận rồi nha. Nhường nhịn cho chị cũng lớn, lớn người lớn, tuổi thân. Nhiều khi mà đừng có nghĩ là gần gũi quá, cái nhiều khi mình nói chuyện. Nói chuyện cẩn thận, Trang Trang. Để chị Kiều, chị Kiều. Kiều lớn tuổi nhất nữa nè. Kiều lớn tuổi thứ hai. Em mới có 20 thôi, anh đừng có tính theo tuổi được không? Rồi tới ai nè? Tới bà Mai, tới bà Mai lớn tuổi. Em nè, Trang kêu em bằng chị mà. Nè, nhanh lên. Lỡ hết trơn. Cái đó là người ta kêu ba ấy thôi. Nè, tới Trang. Ta chị dâu. Rồi tới Ngân. Đúng không chị? Ngân vậy mà cũng còn nhỏ ha. Để giữa nè, để giữa lật lên nè. Ngân vậy mà cũng còn nhỏ thằng sao? Để giữa lật lên. Nhỏ hơn, lớn hơn con gì vậy? Gì Ngân nhỏ dữ vậy đó hả? Bắt đầu nè. Rồi nè, đếm 1, 2, 3 lật đều nha. 1, 2, 3. Mở lên nè. Số 3. 1. Vậy là đây nè, cùng nè, đây nè. Đó đó, đây 3 luôn nè. 3, 3 nè, 1 nè, đúng không? Nhớ số của mình đi. Ủa, nhớ số đuôi hay là nguyên một dãy? Một dãy nè, số nhỏ nè. Tính từ số đầu đó. À, tính từ số đầu, nãy giờ tính có số đuôi mà tại chơi xe dách quen rồi. Đây sao? Đó nè. Quay kia. Rồi ai vô? Ai? Trang. Trang Ngân Mai vô đội. Rồi ba kênh luôn hả? Ê trời đất ơi. Em đề xuất. Ba kênh mạnh luôn hả? Em đề xuất. Lập kênh cho bé Nhi. Lập kênh cho bé Nhi. Đội tụi em yếu thế quá, bây giờ kênh bé Kiều nó cũng còn lấy kênh khu vừa con đăng clip đi con. Yeah. Con Khương Dừa shop. Khương Dừa shop đi cho tụi em kênh Khương Dừa shop đi được không? Clip đi con đại diện. Dạ con chào bà con bác. Dạ con xin thay mặt chú hai con quay clip trên kênh Khương Dừa shop và bác ủng hộ con. Đúng rồi, bé Nhi cũng làm sản phẩm luôn mà. Để con dự thi. Rồi lấy kênh Khương Dừa shop giới thiệu luôn đi. Yeah. 1, 2, 3. Yeah. Cái này nói chị Dung là đại gia rồi. Ủa? Xong rồi bây giờ là cái thêm bà đi. Không, ba tụi em cũng mạnh mà. Tỏ cái tinh thần đoàn kết lên coi ba. Bên đây hết hai người già rồi. Nhưng mà người ta kinh nghiệm. Nói chung là cũng phân bổ cũng trời đã ăn bài rồi. Ok rồi, vậy đi. Rồi chia ra đi. Thấy không? Bây giờ anh sẽ đi cụm khu công nghiệp rồi chợ rồi ở Trảng Bàng. Là hết rồi đó. Thì đó. Rồi tụi là em Trảng Bàng có khu công nghiệp với chợ thôi đó. Rồi tụi em đi đâu? Là anh dành sân hết đi. Dạ, bây giờ anh đi cụm khu công nghiệp nào? Thì chia ra khu công nghiệp đi thôi. Bây giờ anh Khôi vô cổng khu công nghiệp, tụi em vô thẳng mấy công ty. Em như là vậy với hồ sơ xin việc á. Vô trong lòng công ty luôn. Chị mà có trang gì vô, chị phỏng vấn xin việc ra mà chị đã. Chị biết ở trên đó là có nhiều khu công nghiệp lắm mà, mỗi xí nghiệp như vậy cả ngàn người. Anh Khương tới cổng thôi, còn mình đi thẳng vô trong mình bán vé. Ừ. Chơi là cứ chơi luôn. Vô đội công nhân luôn. Ừ. Rồi nói chung là mỗi bạn cứ sáng tạo thoải mái, làm lỡ sao làm cho bác thương mến đến đêm nhạc, đừng có làm bạn bác ghét ta không xem thôi nha. Dạ. Phải dặn trước không bác? Mất thiện cảm rồi. Giờ chốt lại đúng không? Thứ nhất là giải thưởng là có thật đúng không? Có thật. Giải thưởng là giỏi nhất, giải nhất 3 người là 3 chiếc máy lọc nước. Không, em nghi ngờ cái giải đó thôi chứ còn mấy trị liệu là em nghĩ là có rồi đó. Rồi giải nhì là 3 chiếc máy trị liệu. Rồi. Rồi ok. Rồi tính bằng view đi. Bằng view. Bằng view với bằng vé. View với vé. Vé mà view phải trên 100.000. 100.000 view. Mấy kênh cộng lại. Vừa shop mà mấy đứa. Kênh Khương Vừa shop mà. Rồi vé thì phải trên bán mà được 100 vé chứ. Cho vé 100 vé thì không lo, cái chuyện đó chị lo. Ừ. Tiền sử là tự mua vé. Làm như có không hề. Xong chị khai đó, cậu Tư khai đó. Thì
thiệt. Chiến này mình đừng chơi dơ như vậy. Không, đừng có nói vậy chị, có đời nào chơi dơ mấy đứa. Ngon rồi, sống dơ rồi, không chơi dơ. Nó chơi vui Hùng ơi. Dạ, chơi trò như vậy chơi. Chơi vui. Không, 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 không. Rồi, nói chứ rồi. Chị mà bỏ tiền ra là chị cũng tốn tiền chứ. Không, chị cũng không hết. Tại chị muốn ủng hộ sư phụ thôi chứ. Không, mình chơi bằng thực lực mấy đứa ơi, trời ơi, giờ lớn á. Ok á, giờ đi ăn sáng cái đi, sáng giờ ngon ngon ngon, ngồi là sòng quần không mà. Chưa có đi ăn uống gì không bao giờ. Hai đội với nhau cái nè, rồi sư phụ để cái tay lên giùm cái sư phụ. Nè, một cái tay lên, từ đếm bằng tiếng Anh, đếm bằng tiếng Anh. Cầu quanh. Ừ, đó là tiếng Thái rồi. Trời ơi, chị ơi. Nè, cầu quanh. 3, 4, 5, 6 gì đó. 1, 2, 3. Okay. Rồi, ngàn vé nha. Vô luôn. Dạ, cảm ơn quý bà con cô bác. Xuất phát nha. Mỹ phẩm gì mà càng ngày càng xài càng trắng. Và thực sự là có những cái lời bắn vốn. Trời ơi, bán mỹ phẩm mà bị bắn vốn cả nhà. Có nghĩa là xài khoảng cỡ 3 tuần cho đến 1 tháng thôi thì lập tức cái tông mặt cũng như là cái tông da ở cổ nó lệch nhau rõ rệt. Và dung thường hay bị bắn vốn như vậy. Đối với các chị em, nếu như mà mình có nám nè, có tàn nhang nè, có đồi mồi nè, da không đều màu, da mà bị sạm, bị đen thì mình có thể tìm ngay đến bộ dược mỹ phẩm nhà 4D. Mà Dung nghĩ rằng các chị các mẹ mình cần phải nắm bắt gấp. Và mỹ phẩm nhà 4D thì nó tốt như thế nào, cũng như là nó hiệu quả như thế nào thì cả nhà mình cứ xem những cái feedback, những cái review ở trên kênh Dung Giang Dung Vẽ. Nâng cơ nè, đó, tông sáng lên nè, nám nè, chân chim nè, đồi mồi nè, mờ dần. Tàu Phượng Loan rất là tâm đắc là sẽ kích lỗ chân lông nè, mặt của mình nó ẩm mịn. Mọi người có thể để mặt mộc đi ra ngoài mà rất tự tin. Mờ nám, mờ vết nhăn, trắng sáng da, mịn màng, xanh chắc. Thế đâu ai cũng khen là làn da căng, trắng như trắng mộng luôn á. Cái vết thâm mà tàn nhang của nó lặn mất tiêu. Rồi nó căng cái da mịn, nó mỏng cái da mặt của mình, cảm thấy mình trẻ. Dạ, mua mỹ phẩm ở đâu cũng vậy thì cứ mua ủng hộ dược mỹ phẩm nhà 4D. 4D rất là cảm ơn và thật sự đây là một cái bộ sản phẩm mà Dung đặt rất nhiều tâm huyết vào đó. Các chị em mình cứ dùng, nó có cái size nhỏ để cho mình dùng thử. Mình chỉ cần dùng thử thấy êm, thấy ok thì mình hãy tiếp tục mua cái size lớn cho nó lợi hơn. Và khi mua hàng thì đã có số hotline ngay trên màn hình. Các chị các mẹ chỉ cần đặt cho số hotline thì lập tức sẽ có mỹ phẩm ship tận giường cho các chị. Dạ, mua mỹ phẩm ở đâu cũng vậy, mua dùm em cảm ơn. Dược mỹ phẩm 4D, sạch nám, sạch mụn, sạch cả tâm hồn.